Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi. Trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 103, ngày 24, Phước hạnh khi gặp nhau. Kinh Thánh Công vụ các sứ đồ đoạn 28 câu 11 đến câu 15. Câu ghi nhớ: Công vụ các sứ đồ đoạn 28 câu 15 phần B. Phao-lô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí. Phao-lô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí. Chúng ta đọc Kinh Thánh ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 28 câu 11 đến 15. Kinh Thánh Tân Ước trang 148. Sau đó 3 tháng chúng ta xuống tàu ở Alexandria mà đi, là tàu đã qua mùa đông tại đảo đó và có hiệu là Dioscur. Tới thành Syracuse rồi, chúng ta ở lại đây 3 ngày, từ nơi đó chạy theo mé biển Sicily tới thành Regium. Đến ngày mai vì gió nam thổi lên nên sau 2 ngày nữa chúng ta tới thành Busola. Ở đó gặp anh em mời chúng ta ở lại với 7 ngày, rồi thì đi đến thành Roma. Anh em trong thành này nghe nói về chúng ta bèn ra đến Forum Appiu và chỗ ba quán mà đón rước chúng ta. Phao-lô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí. Ta tô màu câu ghi nhớ ở trong câu 15 phần B. Phao-lô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí. Phao-lô thấy anh em thì cảm tạ Đức Chúa Trời và vững chí. Trong phần tìm hiểu, em đọc Kinh Thánh và điền vào chỗ trống, tham khảo bản đồ ở hình bên. Điểm dừng chân đầu tiên khi họ rời đảo Malta là... Đây là đảo Malta, bắt đầu chỗ này họ đi thì họ tới Syracuse đầu tiên. Ra xem. Syracuse. Họ ở lại đó 3 ngày. Sau đó họ đi theo mé biển Sicily tới thành... Tới thành gì nghe? Tới thành Regium. Regium. Rồi. Những cơn gió nam đã giúp họ đi nhanh hơn. Họ tới thành... Tới thành gì? Đi đây. Tới thành Busola. Busola. Chỉ trong 2 ngày, họ đã tìm thấy những anh em tín hữu và được mời ở lại với họ 7 ngày. Cuối cùng họ đến Roma. Khi các anh em tín hữu nghe tin ông Phao-lô đang đến Roma, họ đã đón rước ông ở... Ở đâu? Ở Forum Appiu và ba quán. Forum Appiu. Và ba quán. Nhận biết, ông Phao-lô được khích lệ vô cùng khi gặp anh em tín hữu. Thật phước hạnh vì ông có thể tâm tình trò chuyện với các thánh đồ. Thực hành, chắc sẽ có nhiều câu chuyện thú vị khi em được gặp bạn bè trong Chúa. Hãy viết ra niềm vui đó nhé. Nhất là trong dịp hè khi các
các em được đi chơi, gặp bạn bè hoặc là về quê, quê ngoại, quê nội, hay là đi du lịch, các em gặp lại những người thân, bạn bè của mình, họ hàng của mình, thì các em có niềm vui như thế nào các em có thể viết ra ở đây. Rất là vui khi được gặp lại bạn bè của mình, mình ghi ra đây. Em cảm tạ Chúa về những cơ hội được gặp mặt bạn bè trong Chúa. Cha kính yêu của con cảm tạ Chúa. Về những cơ hội được gặp mặt bạn bè trong Chúa, thật phước hạnh. Chúng ta hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nha. Cha kính yêu của con cảm tạ Chúa về những cơ hội được gặp mặt bạn bè trong Chúa, thật phước hạnh. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi một ngày mới ở trong ơn lành của Ngài. Chúng ta được gặp gỡ những bạn bè thân thiết. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.